Em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em ha. Dạ ngày hôm nay thì em đồng hành cùng vườn mai của chị Ngọc Đẹp của chú. Hôm nay bên vườn của chị ha, lên một số cái mặt hàng cho cô chú anh chị mình sưu tầm chi Tết nha. Cây thì chuẩn giống cho mình và rất đẹp luôn ha cô chú anh chị. Dạ em chào chị Đẹp nha. Chị chào em, kính chào cô chú mình nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em sẽ lên siêu bông Bình Lợi nè, có với Sài Gòn nha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn mà Sài Gòn của em là 2 năm mấy hết trơn rồi, nói chung là già mùa rồi. Đặc biệt thì Tết hôm nay là em bán hàng chơi Tết chứ không phải bán hàng giống đâu cả nhà. Đặc biệt Tết hôm nay sẽ là bao bông cho cả nhà mình chơi Tết luôn ha. Dạ rồi. Địa chỉ của vườn em thì ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu với em là 0968282738 nha cả nhà. Dạ. Để không mất thời gian thì em xin phép vô mã số hôm nay em lên sẽ là mã số 1X, là một cây siêu bông Bình Lợi. Cái này thì em đang xả tàn luôn để cho nó rộng nó lớn anh chị mình. Cái bắt đầu khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó em mới vô dây ha. Dạ. Cái chọt ghép của nó thì nói chung là cũng khá to rồi nha. Hành gốc em này thì 23. Ôi. Bự cô chú. Tán ngang em này thì 87. Chiều cao thì 105. Anh chị mình xem ha. Cây này khá là to nha. Dạ. Đó. Cái cây mã số 1X này, cây này em giao lưu với anh chị mình. Cái cây này với giá là 1 triệu mốt, bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Dạ, 1 triệu mốt thôi cô chú anh chị ơi, cây khá là Siêu to bông Bình luôn Lợi nha. luôn nha cả nhà. Dạ. Hôm nay em lên clip này rất là ưu đãi nên anh chị mình có yêu thích Sài Gòn cũng như Bình Lợi thì theo dõi clip này được thì ủng hộ cho em với nha. Dạ rồi, em xuống mã cô chú. Dạ, tiếp theo cô chú mình. Tiếp theo là một cây siêu bông Bình Lợi, nó cái này ca thú nè cả nhà, nguyên con thú luôn nè, có đuôi luôn nè. Dạ. Anh chị mình xem nha, nguyên con thú này có đuôi luôn nha. Rừng rừng đó cô chú anh chị. Chiều cao em này thì 91, nguyên con thú có đuôi luôn nha cả nhà. Tán ngang em này thì 69. Ôi, có thú có đuôi luôn. Hành gốc của em này thì 25. Trời Dạ. ơi, anh chị mình là nguyên con thú có đuôi, nguyên một cái bệ đuôi luôn nè. Đó. Siêu bông Bình Lợi hả chị? Siêu bông Bình Lợi nha, mã số 2X này cũng là cái siêu bông Bình Lợi luôn nha cả nhà mình. Đó. Quá trời con thú này luôn nha. Đó, có đuôi đồng hoàng. Cây này thì em giao lưu với anh chị mình, cái cây này với giá 1,2 triệu, bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Dạ, Đây nè anh 1 chị mình. triệu 2. Nè, đây là nguyên một con thú nè, cái bệ đuôi nó hết hồn ha. Đây đây cái đuôi nó em ghép thêm một nhánh nữa nè. Đó, anh chị mình bao đẹp luôn nha. Cái này có cái chậu nó xấu thôi, về anh chị mình mua một em cái dĩa hoặc cái lục giác mình vô cho nó bao đẹp luôn nha. Dạ rồi, 1,2 triệu cho mã này cô chú ơi, 2X ha. Mã số 3X. 3X là một cây siêu bông Sài Gòn, cây này thì được 2 năm mấy rồi nha cả nhà. Chiều cao em này 109 ha. Cốt rất là mập ha cô chú. Tán ngang em này 74 nha. Hành gốc em này 17 nha cả nhà. Ồ, xuất sắc luôn nha, một em siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi, cây này bự cô chú ơi. Đó. Giá mềm cây này chị ơi. Cái cây này thì em giao lưu với giá là 1 triệu bao phí nha cả nhà. 1 triệu bao phí cho cây siêu bông Sài Gòn mã 3X nha cô chú anh chị mình ơi. Số tiếp theo luôn. Mã số 4X là một em thọ hương nha cả nhà, cúc thọ hương ha. Dạ, cây này quá trời cái tàn hết cô chú. Chiều cao em này thì 84. Dạ rồi. Tán ngang em này thì 85. Anh chị mình biết rồi đó, cúc thọ hương nó có mùi thơm bông chùm, đặc biệt nó sẽ không rụng cánh trên cây nha cả nhà. 15 là hoành gốc luôn nha. Một Dạ rồi. em cúc thọ hương mã số 4X. Cái này thì em ghép cũng được 2 năm mấy rồi nha cả nhà. Dạ. Cái này thì em giao lưu với anh chị mình, cây này với giá là 700 ngàn bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Dạ 700 ngàn cho cúc thọ hương á cô chú anh chị ơi. Thì em thấy cái cốt nó ở trên đầu nè cô chú, nó cũng già cây ha cô chú. Cái này mình về mình nuôi rất là khỏe luôn nha. Rồi em xuống đây luôn ạ. Số tiếp theo luôn ạ. 5X một em, tiếp tục một em Sài Gòn nha cả nhà. Cái cốt rất là Hàng này mập. 75 là chiều cao. Tán ngang là 70. Gốc này 18. 5 5X. 5X. Cái này em cũng giao lưu với anh chị mình với giá là 700 bao phí nha cả nhà. Dạ, 700 Một bao em phí. siêu bông Sài Gòn, hàng này cũng 22 năm mấy rồi nha anh chị. Dạ, cái tàn rất đẹp của chú ơi, kẹo tàn luôn dạ. á. Số 6X. Dạ, 6X luôn, đúng rồi. 6X là một cây đa phúc nha anh chị mình. Một cái cây cái tàn hết tiếc luôn ạ. Cây đa phúc nè anh chị ơi, đa phúc thì mặt bông cực kỳ đẹp luôn ha. Thơm nữa nha cô chú. Cái này mình gốc thì có 14 thôi. Cái này cũng 2 mùa mấy rồi nha anh chị. Tán ngang em này chị 83 ha. Cốt ở dưới này cô chú liền lại cái trên. Chiều cao em này chị 87. Một em đa phúc thôi nè anh chị ơi. Dạ. 2 năm mấy hết rồi nha. Cây này em cũng giao lưu với giá 700 bao phí cho anh chị mình luôn ha. Dạ rồi, 700 ngàn thôi cô chú. Này cô chú mình coi cái cốt nè. Cực kỳ cái cốt luôn. Dạ rồi, 700 cho mã này nha cô chú ơi. Tiếp theo là 7X.
7X. Cái cây này thì lại là của thằng Bình Lợi nha cả nhà. Bình Rồi Lợi cô nha, tốt cây này là cây cũng 2 năm mấy rồi đấy anh chị. Cái nè. cây nái đầu đầu tiên nè. Cây này nha. Già rồi nha, 102. Nó đi cùng cái lô của thằng Bình Sài Gòn em á. Dạ. 93 là tán ngang, cây này là cây siêu bông. Bình Lợi. 17 là hoành gốc, cây này là cây 2 năm mấy rồi, cây này cây nái đầu lên là anh chị mình, cây này là cây 2 mùa mấy rồi nha. Đó, hàng này là hàng đôn lại, nó cùng một cái lô giống như cái lô Sài Gòn của em, nó nằm trong cái lô Sài Gòn á, thì nó có được 2 3 cây gì nè, 2 3 cây gì nè, Bình Lợi nha cả nha, 7X. Đó. Cây này thì em giao lưu với anh chị mình, cây này với giá là 1.300.000 bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha, 1,3 triệu cho cây siêu bông mình loại này nha cô chú mình ơi. 7X nha cả nha. Dạ. Theo luôn cả nhà mình. Đó, một cây dảo như ý nha cả nhà. Ô cái tàn cô chú ơi. Này Chiều già cao quá em vậy. này 103 nha. Rồi. Tán ngang em này là 75 nha. Hành gốc em này 22, một cây dảo như ý nha cả nhà. Đó. Cây này em giao lưu với giá là 1.300.000 bao phí luôn nha cả nhà. 1,3 triệu cho cây này hết cô chú anh chị ơi, bao ship ạ. Dảo như ý cả nhà ơi. Mã số tiếp theo hết cả nhà mình. Mã số 9X nha cả nhà, cũng là mã số cuối clip nha. Em Dạ. này thì là em siêu bông Bình Lợi nha. 100 là chiều cao ha. Rồi. Tán ngang em này là 70 ha. Hình gốc em này 25. Dạ, Cái gì mà một coi cây nè, đẹp quá cả nhà mình ơi. nè. Đó. Mà cái tàn nó là tàn thông. Tàn này toàn bộ là ấm tàn lắm rồi nha chị mình. Tùm lum luôn, đã vô dây chỉnh sửa hết trơn rồi. Cái mã số 9X cây này thì em giao lưu với anh chị mình với giá là 1.300.000 bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Mã số 9X này thì em cũng xin khép lại cái clip này của em ở đây. Hôm nay em lên cái clip gồm có Bình Lợi nè, Sài Gòn nè, Như Ý nè, rồi Cúc Thọ Hương, rồi Đa Phúc nữa. Thì anh chị thích hợp mã nào thì ủng hộ cho em với. Mọi chi tiết cả nhà mình có thể alo em qua số điện thoại là 0968 28 2738. Không thì cả nhà mình có thể đến trực tiếp vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Dạ em xin chào và hẹn anh chị mình những clip tiếp theo của vườn em nữa ạ. Dạ rồi em chào cô chú nha và em hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo của em luôn nha.